Người Ai Cập không tán thành việc vay tiền cứu nguy của IMF. Tin từ Cairo, người Ai Cập không tán thành việc chính phủ vay 4.8 tỷ Mỹ kim của quỹ tiền tệ quốc tế nhưng phải tăng giá hàng hóa và tăng giá tăng thuế. Theo báo chí địa phương, Ai Cập có thể nhận đợt tiền vay đầu tiên vào khoảng tháng 7. Chuyên viên IMF sẽ tới Ai Cập trong các ngày sắp tới để nghiên cứu thêm về chương trình cho vay. Kinh tế gia Hamdi Abadalzim của Viện Khoa học Quản trị Stardust nói rằng tiền vay IMF là một chương trình cải cách kinh tế. Ai Cập phải suy xét quan điểm cân bằng tài chính và điều kiện cho vay để giảm nghiêm ngạch. Chính phủ sẽ phải tăng thuế và giảm chi tiêu. Tuy nhiên, Ai Cập đang ở trong tình trạng bất ổn chính trị, kinh tế suy thoái. Tăng thuế sẽ tạo thêm tức giận cho người dân trong nước. Một cách khác để giảm kiếm ngạch là các giảm trợ cấp, nhưng trợ cấp đã trở thành một truyền thống. Trong ngân sách 2013 và 2012, chính phủ phải trợ cấp xăng dầu khoảng 10 tỷ Mỹ Kim. Theo một tài liệu ngân hàng trung ương Ai Cập dự trù, ngoại tệ 36 tỷ Mỹ Kim trong năm 2011 đã xuống còn 13.5 tỷ Mỹ Kim vào cuối tháng 2 năm 2013. Một tài xế địa phương nói, ông ta chỉ tốn 16 bản ai để mua xăng trước cách mạng, nhưng hiện giờ phải trả 105 bản ai cho cùng một số lượng xăng. Một tài xế khác nói, tại sao họ có thể tăng giá xăng đối với người nghèo và tài xế minibus? Nếu giá xăng tiếp tục tăng, tài xế phải tăng giá cho hành khách. Ai Cập đang cố gắng vay 4.5 tỷ Mỹ kim của IMF để ổn định tình trạng, tình trạng khủng hoảng tài chánh do bất ổn chính trị kéo dài sau khi lật đổ tổng thống Hosni Mubarak.